Chào mừng các bạn đã trở lại với kênh tin tức Bitcoin 247. Với những bạn chưa có tài khoản để mua bán và giao dịch Bitcoin, các bạn có thể mở tài khoản trên sàn Binance theo đường link mình để ở phần mô tả để được giảm 10% phí giao dịch trọn đời. Và thông tin ngày hôm nay, Bitcoin đang giao dịch ở mức hơn 43.000 đô la trong ngày hôm nay. Giá đã gặp áp lực chốt lời mạnh ở mức 44.000 đô, khiến đà tăng mạnh trong vài ngày qua tạm thời chững lại. Quyền chọn Bitcoin tăng lên mức cao nhất mọi thời đại khi giá nhanh chóng đạt mức 44.000 đô. Theo dữ liệu từ CoinGlass, xu hướng tăng này trùng hợp với mức tăng kỷ lục về lãi suất mở quyền chọn, đạt mức cao nhất mọi thời đại là 20 tỷ đô la. Lãi suất mở quyền chọn Bitcoin đã tăng đều đặn kể từ đầu năm. Tính đến thời điểm hiện tại, nó đã tăng hơn 6.500%. Lãi suất mở quyền chọn của một tài sản tăng đột biến cho thấy hoạt động của nhà đầu tư tăng cao, bởi các nhà giao dịch thích phòng ngừa rủi ro nắm giữ của họ hoặc đầu cơ vào biến động giá trong tương lai. Niềm tin ngày càng tăng vào quỹ đạo hiện tại của Bitcoin được thúc đẩy bằng việc thanh lý gần 100 triệu đô la lệnh short trên các sàn giao dịch tập trung vào ngày 6 tháng 12. Khi Bitcoin giao dịch ở mức cao nhất trong 18 tháng, các công ty khai thác trên mạng ngày càng bán nhiều Bitcoin của họ để thu lợi nhuận. Một đánh giá trực tuyến về hoạt động của máy khai thác cho thấy sự sụt giảm trong dự trữ máy khai thác kể từ ngày 1 tháng 12. Dự trữ công cụ khai thác của Bitcoin đo lường số lượng tiền được giữ trong ví của người khai thác. Nó theo dõi các lần thoát tiền từ ví của thợ mỏ. Khi số liệu này giảm xuống, điều đó cho thấy rằng các thợ đào đã bắt đầu bán số cổ phần nắm giữ của họ. Theo CryptoQuant, dự trữ khai thác của Bitcoin đã giảm 25% trong tuần qua. Hiện tại, các công ty khai thác trên mạng Bitcoin đã nắm giữ 1,83 triệu Bitcoin. Xác nhận số tiền thoát ra khỏi ví của thợ đào ổn định, chỉ số net flow khai thác của Bitcoin chủ yếu ở mức âm kể từ đầu tháng 12. Trong trường hợp này, điều đó có nghĩa là dự trữ của thợ đào đang bị suy giảm do hoạt động chốt lời. Về mặt phân tích kỹ thuật, các chỉ báo động lượng chính được quan sát trên biểu đồ ngày cho thấy việc tích lũy Bitcoin giữa các nhà giao dịch tiếp tục không ngừng. Hiện tại, chỉ số sức mạnh tương đối RSI và chỉ số dòng tiền MFI tiếp tục tăng. Ở những giá trị này, áp lực mua vượt xa đáng kể việc bán Bitcoin. Thông tin tiếp theo, người mua trong thị trường tăng giá năm 2020 hiện kiểm soát 16% nguồn cung. Dữ liệu từ Huawei cho thấy, những người đã mua Bitcoin vào cuối năm 2020 vẫn đang nằm giữ và chưa bán chốt lời. Nhóm nhà đầu tư dài hạn của Bitcoin không muốn giảm lượng nắm giữ của họ, bất chấp đợt tăng giá năm 2023. Kể từ khi thị trường giá xuống chạm đáy vào cuối năm 2022, các đồng Bitcoin không được di chuyển trong vòng 2-3 năm đã tăng sự hiện diện của chúng trong nguồn cung tổng thể một cách đáng kể. Tháng 12 năm ngoái, lượng Bitcoin này chiếm khoảng 8% nguồn cung. Hiện tại, thị phần của nó là hơn 15%. Như vậy, những người đã mua Bitcoin trong khoảng thời gian từ tháng 12 năm 2020 đến tháng 12 năm 2021 đã đứng ngoài cuộc trong các đợt tăng giá lớn của thị trường. Giới hạn thực hiện sóng hầu hiển thị giá trị trọng số tương đối của các nhóm tiền xu, cũng cho thấy mức tăng lớn nhất về tỷ lệ phần trăm trong tổng số vốn hóa thực tế đến từ các đồng tiền 2-3 năm tuổi. Bitcoin đã tăng 165% trong năm 2023 tính đến thời điểm hiện tại, khiến khả năng phục hồi của holder không còn là điều đáng ngạc nhiên. Philip Swift, người tạo ra Look Into Bitcoin, nơi lưu trữ Huawei, thường xuyên bình luận về hiện tượng của những nhà đầu tư dài hạn khi các nhà đầu tư dày dặn kinh nghiệm tiếp tục nắm giữ Bitcoin. Cho đến nay, làn sóng hâu một năm của Bitcoin hầu như không nhúc nhích. Những người nắm giữ Bitcoin dài hạn sẽ không bán tiền của họ cho đến khi giá tăng cao hơn nhiều. Ngược lại, những người nắm giữ ngắn hạn đã tăng hoạt động chốt lời trong tuần qua. Việc Bitcoin vừa qua mức 40.000 đô la đã gây ra phản ứng nhanh từ các ví này, khiến lượng Bitcoin trị giá 4,5 tỷ đô la được bán hết chỉ trong vài ngày. Điều này ít tác động đến thị trường trong bối cảnh những người nắm giữ dài hạn đang kiểm soát nguồn cung nhiều hơn bao giờ hết. Theo dữ liệu từ công ty phân tích chuỗi Glassnode, con số này đứng ở mức 14,92 triệu Bitcoin từ đến ngày 6 tháng 12, thấp hơn một chút so với mức cao nhất mọi thời đại là 14,95 triệu, tương đương 76,3% nguồn cung được thấy vào ngày 28 tháng 11. Và thông tin cuối cùng, vào ngày 6 tháng 12, giám đốc điều hành MicroStrategy, Michael Saylor, đã thăm dò ý kiến 3 triệu người theo dõi của mình trên nền tảng X. Ông đặt câu hỏi Bitcoin cần tăng cao đến mức nào trước khi họ cân nhắc việc bán phần nhỏ lượng nắm giữ của mình. Cuộc thăm dò đã thu hút được hơn 100.000 phản hồi trong vòng một ngày. Trong đó, hơn 36% đã trả lời sẽ chỉ bán khi Bitcoin đạt 1 triệu đô la, hoặc thậm chí không bao giờ bán. Trong khi có 30% trả lời sẽ bán khi Bitcoin đạt 100.000 đô. Khoảng 19% đang chờ đợi mức giá 250.000 đô la, và 14% sẽ bán một phần với giá 500.000 đô la mỗi Bitcoin. Và đó là nội dung của video ngày hôm nay. Hy vọng các bạn sẽ thích thông tin mình mang lại. Đừng quên bấm like và subscribe để ủng hộ mình ra những video kế tiếp. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Xin chào và hẹn gặp lại.